Chu Tiên Thanh Vân Chí là bộ phim ăn khách được chuyển thể từ tiểu thuyết Võ Hiệp Đình Đám của tác giả Tiêu Đỉnh, có sự tham gia của những diễn viên trẻ hàng đầu trong giới showbiz Hoa ngữ hiện nay như Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử. Phim gây ấn tượng với mối tình ngọt ngào mà nhiều trắc trở giữa thiếu hiệp Trương Tiểu Phàm, Lý Dịch Phong đóng và cô con gái xinh đẹp của Quỷ Vương Tông Chủ Bích Giao, Triệu Lệ Dĩnh. Nhờ sự ăn ý trong diễn xuất và ngoại hình tương xứng, sau khi Chu Tiên Thanh Vân Chí kết thúc, Lý Dịch Phong và Triệu Lệ Dĩnh cũng đồng thời trở thành một cặp đôi đẹp được khán giả liên tục gán ghép. Mới đây, Lý Dịch Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã xuất hiện trong một lễ trao giải phim truyền hình tại Trung Quốc và cùng lên sân khấu nhận giải. Hai ngôi sao trẻ tỏ ra thân thiết và không quên đốn tim người hâm mộ bằng một đoạn tỏ tình siêu ngọt ngào. Mặc dù đây chỉ là lời thoại trong phim, nhưng khi được tận mắt chứng kiến cặp đôi nhắn nhủ với nhau trên sân khấu, fan của cặp đôi này lại một lần nữa dấy lên hy vọng Tiểu Phàm và Bích Giao sẽ nối bước các cặp đôi đi trước, trở thành một cặp tình nhân phim giả tình thật tuyệt đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Cụ thể, trong khi nhận giải, Lý Dịch Phong đã thủ thỉ vào micro: "Bích Giao, cuối cùng muội cũng tỉnh lại rồi." Nghe lời thăm hỏi của bạn diễn, Triệu Lệ Dĩnh bật cười nhưng vẫn hết sức phối hợp bằng câu đáp trả đầy tình cảm: "Tiểu Phàm, muội đợi huynh đã lâu lắm." Trong tiếng vỗ tay và hú hét đầy phấn khích của khán giả, nam thần sinh năm 1987 tiếp tục hỏi: "Muội có mơ thấy ta không?" Và được nữ đồng nghiệp trả lời: "Có chứ, huynh là tình yêu cả đời của muội." Đoạn clip sau khi được ghi lại và up lên mạng xã hội Weibo đã lập tức trở thành đề tài nóng. Hàng loạt người hâm mộ bấm like và để lại rất nhiều trái tim trước sự tình tứ ngọt ngào của Lý Dịch Phong và Triệu Lệ Dĩnh khi diễn lại đoạn thoại phim trên sân khấu lễ trao giải. Hầu hết các fan bày tỏ sự tiếc nuối khi Chu Tiên Thanh Vân Chí đã kết thúc và bày tỏ mong muốn sớm được thấy cặp đôi siêu đẹp này tái hợp lần nữa trên màn ảnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.